Xin kính chào quý vị khán giả, sau đây là phần điểm tin thời sự lúc 16 giờ chiều của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, chiều nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland David Cameron sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Anh trong lịch sử quan hệ giữa hai quốc gia. Dự kiến sau lễ đón chính thức vào chiều tối nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng David Cameron sẽ tiến hành hội đàm nhằm trao đổi các biện pháp và phương hướng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh được thiết lập cách đây 5 năm. Trả lời phỏng vấn trước chuyến thăm, Thủ tướng David Cameron cho rằng tiềm năng để tăng cường thương mại giữa hai quốc gia là rất lớn và đây sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chuyến thăm Việt Nam của ông. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN ngày 28 tháng 7 năm 1995 và 48 năm ngày thành lập ASEAN, ngày 8 tháng 8 năm 1967, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, năm 2015, ASEAN tự hào sẽ trở thành cộng đồng đầu tiên được hình thành ở khu vực châu Á. Phó Thủ tướng khẳng định sức mạnh của ASEAN nằm ở tinh thần đoàn kết của một đại gia đình gồm 10 quốc gia anh em, cùng chung vận mệnh, luôn biết duy trì sự thống nhất trong đa dạng. Phó Thủ tướng cũng nêu rõ, 20 năm qua, ASEAN luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại và tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Sáng ngày 29 tháng 7 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tổ chức hội thảo báo cáo kinh tế vĩ mô quý 2 năm 2015, cập nhật những tình hình đáng chú ý của nền kinh tế trong quý 2 và những chuyển biến của 6 tháng đầu năm. Nhìn chung sang đến quý 2 năm 2015, nền kinh tế bắt đầu phục hồi rõ nét hơn cả về đầu tư lẫn chi tiêu tiêu dùng. Tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,46% và tính trung bình 6 tháng đầu năm vào khoảng 6,25%, trong đó lĩnh vực công nghiệp xây dựng là điểm sáng chính. Hoạt động đầu tư trong quý 2 có sự gia tăng so với quý 1, tăng nhanh nhất ở khu vực dân cư, tư nhân và đặc biệt là khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài. Xu hướng tăng thâm hụt thương mại 6 tháng đầu năm cũng đang là vấn đề nhiều chuyên gia lo ngại. Sau 4 ngày mưa lũ hoành hành, tỉnh Quảng Ninh đã chịu nhiều thiệt hại lớn về người và tài sản, ước tính thiệt hại là hơn 1.000 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đang tập trung chỉ đạo các ngành chức năng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, giúp ổn định đời sống và sản xuất của người dân, nhất là việc nhanh chóng khắc phục sự cố vỡ đường ống nước. Với tình trạng hiện tại thì ước tính phải sau từ 1 tới 2 tuần nữa, người dân ở thành phố Hạ Long và Cẩm Phả mới được cung cấp nước sạch trở lại. Chính vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có những giải pháp tạm thời cung ứng đủ nước cho người dân trong thời gian mưa lũ và nhanh chóng xây dựng tuyến đường ống mới trong vòng 1 tuần. Cơ quan khai thác hàng không Nhật Bản JAXA đã thử nghiệm thành công máy bay siêu thanh với độ ồn thấp. Khi máy bay bay với tốc độ âm thanh sẽ gây ra tiếng ồn rất lớn, còn thiết kế của máy bay mà Nhật Bản thử nghiệm sẽ làm giảm chấn động thường được tạo ra trong quá trình bay siêu thanh, do đó bớt ồn hơn. Trong một thử nghiệm, chiếc máy bay được thả rơi từ một khí cầu ở độ cao 30 km và đạt tốc độ siêu thanh trong quá trình rơi tự do. Tuy nhiên, JAXA đã không công bố kết quả chi tiết của thử nghiệm này. Các thử nghiệm máy bay siêu thanh nhằm mục đích khắc phục một khuyết điểm lớn nhất của loại máy bay thương mại này, giảm độ ồn khi máy bay bay nhanh hơn tốc độ âm thanh. JAXA dự kiến sẽ công bố số liệu chi tiết từ các thí nghiệm trong tương lai. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm nay sẽ bỏ phiếu về việc có thành lập hay không một tòa án quốc tế để điều tra về vụ máy bay MH17 bị rơi tại miền đông Ukraine vào hồi năm ngoái. Vào tháng trước, Malaysia đã đệ trình một dự thảo nghị quyết về việc thành lập một tòa án quốc tế để đưa những kẻ đứng sau tấn thảm kịch ra trước công lý. Đề xuất này cũng nhận được sự đồng thuận của Australia, Hà Lan, Bỉ và Ukraine. Tuy nhiên, Nga phản đối đề xuất này vì cho rằng ý tưởng thành lập tòa án quốc tế để xét xử vụ rơi máy bay MH17 lúc này là quá sớm khi vẫn còn chưa xác định được ai là thủ phạm của vụ việc. Sau khi Hàn Quốc tuyên bố dịch MERS ở nước này đã chấm dứt sau 23 ngày không phát hiện ca nhiễm mới nào thì 7 quốc gia, trong đó có Trung Quốc và Nga, đã dỡ bỏ cảnh báo không nên đến Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bày tỏ hy vọng quyết định dỡ bỏ cảnh báo không nên đến Hàn Quốc sẽ góp phần vực dậy ngành du lịch của nước này, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch MERS trong thời gian qua. Hôm qua, Thủ tướng Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cần thiết, trong đó có việc chăm sóc những bệnh nhân còn lại và siết chặt kiểm dịch đối với các du khách tới nước này. Thủ tướng Hàn Quốc cũng cam kết sẽ nhanh chóng triển khai một phần gói ngân sách bổ sung trị giá 11.600 tỷ won, tương đương gần 10 tỷ đô la Mỹ cho các bệnh viện và những người bị ảnh hưởng về mặt tài chính do dịch MERS. Phần tin ván chiều xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.